Hạnh phúc vào đời. Thật buồn khi thấy nhiều thiếu niên mới chập chững vào đời đã chán sống vì không biết tại sao mình sống. Nhiều người tuổi xuân còn mơn mởn đã sớm ngao ngán cuộc đời vì thấy đời buồn nôn, vô nghĩa. Nhiều cuộc sống uể oải kéo lê một đời không hứng thú, không lý tưởng, không mục đích, không hy vọng. Một số khác sống vật vờ, không hiện tại, không ngày mai, vì cuộc đời với họ chỉ là số không khủng bố. Nếu tôi sinh ra để phải sống một đời trống không, không cứu cánh, không cùng đích, không ý nghĩa, không lý do, và cuộc đời chỉ là một vòng tròn khép kín không lối thoát, sinh ra, sống rồi chết, và chết là hết tất cả, không còn gì, như thể tôi đã đến từ không và sẽ trở về không, thì quả thực không thân phận nào trống rỗng, khốn nạn, bất hạnh, đáng nguyền rủa, cần phải tránh như thân phận người tôi đang mang. Nếu tôi sinh ra chỉ để làm con số quay cuồng giữa hàng tỷ số khác trong vũ trụ mà không biết mình ở đâu, sẽ đi đâu, về đâu, thì quả thật số tôi là số con rệp, số ăn mày, số khốn cùng tận số. Nếu tôi sinh ra để chơi vơi lạc lõng dưới dòng đời mà không biết mình là ai, ai sai mình đến, ai đưa mình vào đời, thì kiếp người của tôi phải được coi là ma kiếp. Nhiều lần tôi đã nổi loạn với chính tôi, bất mãn với mọi người và phủ nhận mọi thể chế, kỷ cương xã hội, vì tôi không tìm được ý nghĩa đích thực của đời tôi, không nắm được lý do hiện hữu và hướng đi của cuộc đời. Bạn bè tôi có người đã nghiện rượu, trích trác xì ke, ăn chơi tới bến rồi tự tử vì không biết tại sao mình sống. Đây là chưa kể nhiều chiến hữu khác tôi quen đã thả trôi cuộc đời vì không chịu nổi cái phi lý sinh ra để chết của con người và không được biết những gì xảy ra sau khi chết. Tâm trạng trên có thể là của tôi, của anh chị và nhiều người. Có thể đã đến rồi đi, nhưng có thể vẫn còn đó và đang soi mòn tâm tư và đời sống chúng ta. Tâm trạng chơi vơi, hoang mang, lo lắng, không biết mình đến từ đâu, rồi về đâu, đang đưa ta đến nỗi băn khoăn, bực dọc, bất mãn trước cuộc đời đầy phi lý, bất công, sầu khổ, và tiếp đó là nỗi đau bất lực khi đối diện với sự chết như phi lý tuyệt đối sau cùng. Trước những vấn nạn làm băn khoăn, ngao ngán và xé nát tâm can trên, con người từ rất xa trong lịch sử nhân loại đã cố tìm những đáp số đúng nhất. Nhiều tôn giáo, triết gia, nhiều hiền nhân, sư phụ, nhiều chủ thuyết và tất nhiên rất nhiều người khác, trong đó có chúng ta, đã đưa ra những giải pháp, nhưng tất cả chỉ nói lên được một phần, một khía cạnh, một mảng, một giai đoạn của đời sống. Tuy cố gắng nhiều và công trình tìm kiếm rất công phu, nhưng tất cả đều khựng lại trước mầu nhiệm của con người khi phân tích chiều sâu tâm hồn, chiều cao lý tưởng và chiều dài mai hậu của kiếp nhân sinh. Đã không một lý thuyết nào cắt nghĩa thỏa đáng những ước mơ tuyệt đối nơi con người. Plato, Socrates đến các triết gia hiện sinh, hiện đại đã cố gắng nhưng không đủ thuyết phục và không giải đáp thỏa đáng những câu hỏi. Ai đã gieo vào tâm hồn con người thao thức tìm kiếm chân thiện mỹ tuyệt đối? Ai đã đặt trong con người ước mơ một hạnh phúc tuyệt hảo? Ai đã dạy con người hạnh phúc là đạt được điều tốt đẹp mà mình yêu thích? Ai đã cho con người khả năng phân biệt và tự do chọn lựa thiện ác, tốt xấu, nên làm hay nên tránh?
ai đã nhắc nhở con người về sự bất tử của linh hồn và một đời sống khác được nối tiếp sau cuộc sống này. Nhiều người cho rằng tự con người tạo dựng ra con người, nhưng con người rất tương đối, làm sao có thể tạo được những ý tưởng tuyệt đối? Có người chủ trương tất cả đều là ngẫu nhiên, nhưng nhìn vào con người với kiến trúc kỳ tài, tuyệt diệu, từ thân thể đến khả năng tri thức, ý chí, tình cảm, làm sao ta dám nghĩ một kiến trúc vô cùng tinh tế, khéo léo ấy lại là sản phẩm của ngẫu nhiên? Và đây là hạnh phúc đầu tiên của con người khi được Thiên Chúa đích thân ra mặt và ngỏ lời nói với. Thiên Chúa đã nói với con người qua dân Do Thái là dân riêng được chọn, và đã nói với con người qua chính Đức Giê-xu là Thiên Chúa làm người về lý do sự có mặt của con người, lý do con người sống trong thế giới và tương lai mai hậu của con người sau cuộc sống này. Ba vấn nạn lớn của con người từ nay được Đức Kitô giải đáp thỏa đáng và cắt nghĩa rành mạch. Con người là ai? Tại sao con người sống? Sống rồi chết đi đâu?